Xin chào các bạn, mình là La Quang Tiến, mình là thành viên câu lạc bộ cờ vây Hải Phòng. Môn cờ này rất hấp dẫn đối với mình. Bây giờ mời các bạn cùng khám phá những điều thú vị của bộ môn cờ này với mình nhé. Cờ biết đến cờ vây của một bạn, Tiến ngay lập tức bị lôi cuốn bởi những quân cờ trắng đen. Tiến đề ra ý định thành lập một câu lạc bộ cờ vây đầu tiên ở Hải Phòng và được các huấn luyện viên bộ môn cờ vây ủng hộ nhiệt tình. Chỉ với 10.000 đồng tiền quỹ ở Việt Quốc, các bạn trẻ ở đây đã tự mua các bàn cờ, sách và thuê phòng đọc cờ vây. Vì câu lạc bộ cờ mới thành lập được vài tháng, nên các bạn chỉ sinh hoạt vào một buổi chiều chủ nhật hàng tuần ở khu văn hóa thiếu nhi thành phố. Môn cờ này còn khá mới ở Hải Phòng, nhưng khi tham gia câu lạc bộ, các bạn trẻ rất thích thú tìm hiểu và học cách chơi. Các bạn được anh huấn luyện viên Trần Phi Vân hướng dẫn cẩn thận từng cách cầm quân cờ, nước đi cơ bản. Luật chơi cờ vây rất đơn giản. Hai quân cờ đen trắng lần lượt đi theo các giao điểm trên bàn cờ và bao vây lẫn nhau đến khi hết nước đi. Cái hay của cờ vây là kết thúc ván cờ nhưng không có quân nào chết mà chỉ là duy trì lẫn nhau trên bàn cờ. Các nước đi trong cờ vây biến hóa đa dạng, đòi hỏi người chơi phải duy trì mắt linh hoạt và linh hoạt. Mỗi nước đi đều phải tập trung cẩn thận để xem lại và tự học cách chơi. Muốn nâng cao trình độ cờ vây, bạn cần đọc thêm các cuốn sách dạy chơi cờ vây và rèn luyện thường xuyên. Cờ vây được các bạn trẻ Việt Nam biết đến qua bộ truyện tranh Hikaru, cờ vây và những bộ phim hoạt hình của đảng. Nhưng ở nhiều nước, cờ vây rất phổ biến và được đưa vào thi đấu của những giải thể thao lớn. Trình độ cờ vây được đánh giá theo các mức chính đẳng và đa liên kim. Thời đại một đẳng mới được công nhận là người chơi cờ vây và chính đẳng mức cao nhất. Khi tham gia câu lạc bộ cờ vây thì mình cảm thấy rất nhiều điều thú vị, như là tìm kiếm được rất nhiều bạn mới cùng sở thích, cùng ý tưởng hoặc là có những cái niềm đam mê chung và có thể học hỏi thêm những cái điều mình chưa biết hoặc là củng cố những điều mình đã biết về cờ vây. Mình cùng một số anh lớn đã tham gia một giải thi đấu cờ vây Hà Nội mở rộng và đã được huy chương đồng như thế này. Các bạn trẻ yêu thích cờ vây đã tạo ra một sân chơi mới cho chính mình để rèn luyện khả năng tư duy và trí sáng tạo. Đây cũng là một nơi sẽ phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ cho đội tuyển cờ vây của thành phố Hải Phòng.